Xin các bạn, hôm nay shop đồ chơi Việt sẽ giới thiệu với các bạn chiếc áo điều hòa. Đây, chiếc áo điều hòa thì nó gồm có hai chiếc quạt. Hai chiếc quạt này và đây, chúng ta có thể xoáy được ra này. Đây, hai chiếc quạt này và một chiếc sạc, một cục pin và một dây kết nối. Đây, cấu tạo của chiếc áo này. Đấy. Đây là size L nha, mình có thể lấy size XL hoặc size L đều được. Đây, nó sẽ khoét hai cái lỗ ở hai bên này các bạn nhé, để đúc đút quạt nhé. Bây giờ mình sẽ thử chiếc quạt này cho các bạn xem cái dung lượng pin thế nào. Bây giờ mình sẽ mở pin ra này. Đây là cục pin của nó này. Đó, đây là cục pin này. Pin này có thể chạy liên tục từ 6 đến 7 giờ, sau đó chúng ta mới phải sạc một lần. Đó, đây là dây kết nối này. Thì các bạn dở dây kết nối ra, mình sẽ thử chiếc quạt này cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Đây, các bạn lưu ý là cái chút gài này. Đây, cái chút gài này nhé, chúng ta sẽ gài vào đây. Gài vào đây để cho nó giữ quạt. Cái chiếc quạt nó giữ dây ấy. Đây, hai bên đều có chiếc gài này. Sau đó chúng ta sẽ cắm vào cục sạc. Đấy, bây giờ nếu chúng ta muốn bật quạt chạy, chúng ta bấm lì vào bên nút on này này. Bấm lì cả 2 giây thì hai chiếc quạt này nó sẽ chạy này. Đấy, rất là mát, gió rất là khỏe. Chạy dung lượng pin 7,4V nhé. Đây. Về chỉnh tốc độ thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ bằng nút ở đây. Đây. 3 này, 2, 1 này, yếu dần này. Các bạn muốn khỏe đây thì các bạn cho cái tên cục của nó là số 4 này. Còn các bạn muốn tắt thì các bạn bấm cái nút bên dưới này, bấm lì 2 giây. Nó sẽ tắt, cái này nó pin cũng chạy theo số hết, từ số 5 nhá, số 5 là đầy. Bây giờ mình sẽ lắp vào áo nhá. Các bạn có thể mua bộ quạt riêng và áo riêng, bên mình đều bán hết. Phụ kiện dây, nếu mà dây hỏng thì bên mình cũng bán dây nhá. Các bạn muốn mua phụ kiện sạc và dây có thể liên hệ bên mình nhé. Về cách thức lắp thì chúng ta sẽ dở chiếc áo này ra, sau đó chúng ta bọc hết cúc ra này. Cái này các bạn cũng có thể tự làm được thôi, rất dễ. Và chúng ta sẽ lấy quạt chúng ta lắp vào trước, sau đó chúng ta lắp dây vào đây. Đây quạt áo, nhưng mà áo trong quạt bên này lúc nào có cái ký hiệu của quạt và sạc này. Đây, ký hiệu của nó này, ký hiệu là quạt chính hãng nhé. Sau đó chúng ta lưu ý là chúng ta lắp cái đầu này này sang bên ngoài nhé, để chúng ta lấy nó cho thời trang nó đẹp hơn và nó chuẩn hơn. Đấy. Rồi chúng ta xoáy cái này lại này. Bên mình sử dụng cái này bảo hành 3 tháng cho các bạn nhé. Nếu mà lỗi hỏng bên mình sẽ đổi cái khác cho các bạn. Đổi 100% luôn, không sửa chữa gì cả. Đây, còn cái lỗ bên này thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp cái quạt còn lại. Khi các bạn muốn vệ sinh hay giặt giũ quần áo thì các bạn có thể tháo chiếc quạt này ra, các bạn vệ sinh, các bạn giặt giũ nhé, không vấn đề gì cả. Đây các bạn, cái lỗ này thực ra cũng dễ làm thôi. Bạn nào muốn tự làm cái lỗ thì các bạn mua một quạt riêng, bên mình đều bán cho các bạn. Để các bạn để các bạn đỡ phải mua áo bên mình thì nó cũng giảm đi rất là chi phí rất là nhiều. Đây các bạn lưu ý cho mình cái này quay vào trong nhé. Bây giờ mình lắp sai mất rồi. Dây động tới thôi nhưng quay vào trong cho nó đỡ vướng. Sau đó là mình sẽ lắp chiếc dây này vào, cái kết nối này vào. Các bạn lắp đúng đầu nhé. Đây. Đó. Chúng ta sẽ luồn qua cái lưới này. Luồn qua lưới này, cắm vào đây. Cắm vào đầu con lại. Rồi còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào pin. Pin đây nhé, cắm vào đây. Thường thường ở đây chúng ta sẽ có một thiết kế một cái túi nữa này. Chúng ta cho vào túi này, mở lên nhé. Đó, mình sẽ chạy và chúng ta sẽ cho vào túi bên này.
khi nào mặc lên thì nó sẽ phùng người lên bởi vì gió sẽ thổi thổi luồn qua tay. Đây là vị trí tay này, luồn ra tay và ra ngoài. Phía dưới thì có may theo thêm một chút nữa chun nữa. Để khi nào ấy thì nó sẽ thắt lại. Bây giờ thử mặc lên người cho bạn xem nhé. Đây, sau khi mình mặc lên người này, các bạn nhé. Sau khi mình mặc lên người nhé, đây bên trong này, thì cục pin nó sẽ để vào túi ở đây. Đây chính là vị trí để pin. Và đầu tiên các bạn bật lên nhé. Đây, số này, số 4 này, nó cho vào túi. Sau chúng ta cài khóa lại. Đậy cái này đấy, sẽ phình cái người của mình lên, phình rất là to lên này, các bạn thấy không, to lên rất nhiều, căng hết tất cả cái vết nhăn của áo này này, đó, đây vị trí của quạt này, phình to lên này, sẽ thổi luồng gió sẽ thổi ra hết gió bên hai tay bên này nhé, đây vì phía dưới thì đều kín hết, các bạn nhìn này, phía dưới đều kín hết, nó sẽ thổi sang đây. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt đi cho các bạn xem áo nó xẹp thế nào nhé. Sau khi mình tắt đi này. Đấy, xẹp đi, xẹp nét, chẳng có tí gì luôn. Không ảnh hưởng gì cả, áo này là mặc chỗ nào cũng được, không sao cả. Các bạn muốn mua có thể liên hệ với mình, ở ngoài chiếc áo màu trắng này chúng ta có thể. Mình có chiếc áo màu giản dị này. Đấy, bạn nào muốn mua có thể liên hệ bên mình, xin tặng để trên màn hình nhé. Ok, chào các bạn.